Chào các bạn, bài hôm nay mình sẽ nói về cách tạo bảng thống kê trong Revit, một trong những tính năng cực hay mà thằng Revit đem lại cho chúng ta. Bảng thống kê nó giúp các bạn theo dõi các cái đối tượng trong Revit. Ngoài ra, nó còn có thể cập nhật sự thay đổi từ mô hình, và đồng thời các bạn có thể chỉnh sửa cái bảng thống kê đấy để nó cập nhật những thay đổi lên mô hình của các bạn. Bây giờ mình sẽ cùng nhau đi tạo một cái bảng thống kê để cho các bạn xem những cái tính năng hay mà nó mang lại. Bây giờ muốn tạo bảng thống kê, các bạn vào tab view, các bạn vào chữ schedule, sau đó các bạn kích vào nút schedule quantity, các bạn kích vào đây. Sau đó ở đây bên này thì các bạn chọn một cái category để các bạn tạo bảng thống kê cho nó. Thì ở đây mình sẽ tạo bảng thống kê cho phần furniture. Thì sau khi các bạn chọn category furniture thì ở đây phần name thì các bạn thấy là có furniture schedule là cái tên mà thằng Revit nó tạo sẵn cho các bạn. Thì các bạn có thể để gõ một cái tên bất kỳ ở đây, đơn giản đây chỉ là file text thôi. Các bạn có thể là bảng thống kê nội thất chẳng hạn. Các bạn kích OK. Rồi ở đây bạn sẽ chọn một số các cái cột tham số mà cái category furniture mà sẽ thể hiện ra. Nó là dạng bạn chọn các cái tham số dạng cột ở đây bằng cách kích đúp vào là nó có thể nhảy sang bên này thì nó tạo một cái cột. Ví dụ mình cần một cái cột về thằng time mark. Rồi OK, mình cần một cái cột về family and time. Mình cần một cái cột liên quan đến phần comment. Rồi mình có thể cần một cái cột kiểu mình có thể cần cột phần cao chẳng hạn. OK, comment này mình cho xuống thì các bạn kích vào đây. Đây là bốn cái cột. Thì bạn có thể di chuyển các cái này lên xuống. Đấy. Các bạn OK, tạm thời thì khi bắt đầu tạo thì các bạn tạo ra như thế này. Mình kính OK. Rồi ở đây các bạn nhìn thấy mình có cái bảng thống kê như này gồm bốn cột. Cột time mark, tham số time mark, tham số family and time, cột count và cột comment. Rồi bây giờ để quan sát cho kỹ thì chúng ta sẽ hiển thị hai cái tab này thành hai cửa sổ hai bên này để chúng ta quan sát. Các bạn có thể sử dụng phím VKT, nhưng tuy nhiên thì phím VKT không có tác dụng khi các bạn đang mở cái bảng phần giao diện bảng thống kê này. Đấy, nó có một cái đặc biệt thế các bạn phải nhớ, cho nên các bạn phải sử dụng tab view. Các bạn dùng panel window, các bạn kích vào title view như thế này. Và các bạn mở hai cái màn hình như thế này. Rồi bây giờ các bạn xem, khi các bạn kích vào một cái đối tượng ở đây thì nó sẽ chọn cái trên cái màn hình giao diện view này. Khi các bạn chọn một cái dòng ở cái bảng thống kê này thì nó sẽ chọn một cái đối tượng ở cái bên màn hình bên này cho các bạn xem. Rồi các bạn thấy ở đây. Đấy, khi các bạn chọn nhiều thì nó sẽ hiển thị lên nhiều. Đấy. Khi các bạn chọn như thế thì nó giúp các bạn quan sát được cái màn hình bên này được dễ dàng hơn. Nó còn có một cái tác dụng nữa các bạn thấy đây. Các bạn hoàn toàn có thể thay đổi được cái loại của cái nội thất của các bạn. Ví dụ như là mình chọn một cái nội thất ở đây, các bạn thấy là mình chọn nội thất ở đây, các bạn thấy là nó là cái giường. Nó là cái giường kiểu queen. Thì khi các bạn chọn trong cái phần bảng thống kê này thì nó có hiện một cái nút mũi tên xuống như này, thì bạn kích cái nút mũi tên này nó hiển thị một loạt các cái loại giường mà các bạn có thể thay đổi ở đây. Ví dụ các bạn chọn loại king ở đây chẳng hạn. Các bạn thấy nó to ra như thế này. Đấy. Các bạn chọn loại queen để trở lại như ban đầu. OK. Các bạn có thể chọn nhiều các đối tượng bằng cách sự giữ phím shift hoặc các bạn cầm chuột các bạn gì đấy thì nó sẽ chọn nhiều đối tượng cùng lúc. Nhưng mà khi các bạn chọn nhiều đối tượng cùng lúc như thế này mà các bạn muốn thay đổi cái loại family cho cái đối tượng này từ trong bảng thống kê ấy, mà bạn kích vào đấy thì lập tức nó mất ngay. Cho nên là các bạn muốn thay đổi cái loại ấy, đầu tiên bạn phải chọn hết các đối tượng này đã, sau đó các bạn kích vào màn hình bên model này thì các bạn thấy là cái bảng property nó hiện lên cái bảng như thế này, và khi đấy thì các bạn có thể chọn cái loại thay đổi cái loại family cho đối tượng này rất là dễ như thế. OK, mình chọn lại như thế này.
Đó, các bạn thấy là nó có thể tương tác hoàn toàn hai chiều cho các bạn. Rồi, bây giờ các bạn thấy là cột time map mình chưa có một cái số liệu gì. Bây giờ mình sẽ đi đánh số. Ví dụ mình chọn ở đây, mình chọn được cái ghế này. Bây giờ mình sẽ gõ là TM1, mình nhấn Enter. Rồi, vì nó là time map thì nó hiện cái bảng này rất là quen thuộc, là nó áp dụng đến tất cả các phần tử kiểu có loại là chair, corbu. Mình kích OK. Đấy, các bạn thấy là hai cái ghế này là cùng kiểu với nhau cho nên nó cùng hiển thị là TM1. Ngoài ra thì bên này các bạn có thể chọn một cái ghế ở đây. Bạn có thể chọn cái ghế ở đây. Đó. Sau đó các bạn gõ kiểu time, các bạn kích vào edit time ở đây. Thì các bạn sẽ gõ time mark ở đây. Đấy, các bạn kích TM2, các bạn OK. OK. Thì các bạn thấy đây, tất cả những cái ghế mà nó cùng kiểu với nhau ấy thì nó sẽ có cùng một cái tên như thế này, nghĩa là nó hai chiều, bất kỳ sự thay đổi nào của các bạn ở bên mô đồ này nó đều ảnh hưởng đến cái bảng thống kê, và bất kỳ cái sự thay đổi nào ở bảng thống kê nó cũng ảnh hưởng đến cái phần mô hình của các bạn, kể cả các bạn thay đổi hình dạng, kích thước, tất cả mọi thứ nó đều ảnh hưởng đến cái bảng thống kê này đó. Rồi các bạn có thể mở cái bảng là level 1 furniture này ra. Ở đây mình có đánh một số các cái tag để các bạn quan sát. Ở đây mình đánh cái tag nhưng mà ở đây mình chưa gán những cái tag cụ thể cho nó mà nó chỉ hiện dấu hỏi chấm này thôi. Rồi các bạn có thể kích vào cái dấu hỏi chấm này. Rồi các bạn thay đổi cái giá trị này ra. TM3. Đó thì các bạn thấy là nó hiện cái bảng này. Mình kích Yes. Đó, các bạn thấy nó cập nhật vào trong cái bảng thống kê bên này hai chiều. Thế đây là tính năng rất là mạnh mà thằng Revit đem lại cho các bạn. Thì nếu các bạn tận dụng được cái này thì mình sẽ không bao giờ bị sót dữ liệu, hoặc mình dùng để mình kiểm tra xem cái đối tượng nào mà mình đã gán dữ liệu hay chưa, đối tượng nào chưa được gán để các bạn kiểm tra. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.